Xin chào tất cả các quý vị khán giả đang coi cái clip của Quang làm. Và cái clip này thì Quang cũng xin chia sẻ tiếp theo về cái con họa mi mà nó là con mộc dở, là cái con chim nó chưa phải là con chim thuần chơi cứng mà nó lại đang thay lông đó. Thì đây như các bạn thấy rằng là thực tế đây, thì bây giờ hiện tại là cái con chim này là nó theo cái Quang được biết ấy, thì nó rất là có lửa, nhưng mà cái tâm lý của nó hơi kém. Bởi vì sao? Bởi vì là Quang cũng xin giải thích với mọi người như sau. Thứ nhất đấy là cái con chim này là Quang mua là con chim mà nó khi mà nó đấu ấy, là nó xòe cái đuôi rất là to. Cái thứ hai là cái họa của nó thì cũng sắc nét đấy, nhưng mà cái họa nó lại cụp xuống, nó gọi là họa gọng kính ấy. Thì cái thể loại này ấy, thì Quang nghĩ rằng là nó hơi kém một chút đấy. Bởi vì là trong cái quá trình Quang cũng đã nuôi rất là nhiều rồi, Quang cũng được nói thêm là trong cái quá trình mà của Quang vực lửa thì Quang biết là cái con này là chắc chắn là cái người chắc cái chủ cũ nuôi ấy, thì chim này chim mua đi bán lại mà. Cái người bán thì khẳng định là con chim này là mua nguyên bản của người dân bản dân tộc người ta nuôi. Thì trong quá trình người ta nuôi ấy, thì người ta cái người dân tộc người ta nuôi ấy, thì Quang cũng đã lên tìm hiểu, ngày trước mình cũng có đam mê, mình cũng đã lên một số các cái vùng dân tộc mình tìm hiểu rồi. Họ nuôi vào những cái lồng nhỏ nhỏ đấy và ít khi tắm cho chim. Và cái thứ hai nữa là họ cứ treo chống mái cho nhìn thấy nhau. Đấy, thì cái con nào nó bị sợ ấy, thì nó cứ thành cái thói quen, nó kêu như này thôi, rồi nó quen dần rồi nó cũng cuối cùng nó cũng hót. Và nó hay ở trong cái tình trạng kiểu như là kêu róc róc như thế này. Đấy, thế về sau này thì Quang cũng có hướng dẫn cho các bạn về cái khi mà Quang phát hiện ra những cái mới mẻ nhất để nuôi họa mi bổi đấy. Quang đã làm rất là nhiều clip ấy. Thì khi một cái con chim bổi mà ta giữ gìn ngay từ đầu á, ta giữ gìn ngay từ đầu ấy, thì nó sẽ không bị làm sao cả, nó sẽ không bao giờ, ít khi nó có một cái tình trạng nó bị như này. Đấy, thế còn cái chim mà mua đi bán lại ấy, thì nó hay bị cái tình trạng như này. Thì bây giờ cái gách gột lửa, vực lửa thì như sau. Cái việc đầu tiên ấy là anh em làm thế nào mà phải tìm được một cái con mái mà nó thích. Đấy, thì cái con mái thì thực ra ấy, thì như Quang ở đây thì cũng có rất là nhiều anh em bạn bè xung quanh ấy là có nuôi họa mi cũng tương đối chuyên nghiệp, là có mái thì Quang cũng mượn được cái con mái nó thích. Thế nhưng mà phải trả rồi. Và hiện tại bây giờ thì cái con mái nhà mình đây thì nó lại không thích cái con mái này. Đấy, thế là nó lại ở trong cái tình trạng là nó kêu róc róc và nó kêu éc éc, nó sợ như này. Thế cái cách gột vực lửa thì nói đúng ra thì giờ chúng ta phải kiên trì thôi. Vì nhất là bây giờ nó lại đang dụng hai cái cọng lông cánh. Thì chúng ta cố gắng là như này này, đấy sáng ra làm quen thì đây như Quang lên Quang làm quen thế thôi. Tóc 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 tóc. Cố gắng làm sao cứ gọi mồm để cho nó yên tâm. Đấy, thế là dần dần ấy thì là nó sẽ, đấy nó cứ kêu vừa hót vừa kêu, thỉnh thoảng lại ẹc ẹc. Đấy, rồi thì thỉnh thoảng lại róc róc thế này. Thì chúng ta cố gắng làm sao ấy, là chúng ta phải có một cái địa điểm, một cái thung riêng nhá. Đấy, cái này thì Quang nói rất là nhiều trong các clip rồi, là đặc biệt nghiêm cấm là đừng bao giờ nuôi cùng với một bất cứ một cái con họa mi nào khác. Nó hót gắt, hót to quá. Đấy, nó sẵn sàng nó đẻ cái con này là chỉ có tụt lửa dần đi thôi. Mà thực tế ra ấy, con chim nó ăn uống rất là tốt, nhưng mà vì cái tâm lý của nó, các bạn nên nhớ là phải điều trị cái tâm lý. Cái tâm lý con họa mi nó rất là quan trọng. Kể cả nó ăn rất là tốt, nó ăn uống rất ổn định, ỉa phân rất căng lửa, nhưng mà gì, cái tâm lý nó luôn luôn ở trong cái tình trạng nó sợ. Nó sợ thì nó sẽ không bao giờ nó dám hót. Đấy, và luôn luôn nếu như các bạn làm nó sợ thì luôn luôn con chim nó sẽ ở trong cái tình trạng há mồm và kêu như thế này. Đấy, đấy, nó cứ róc róc và nó há mồm, nó kêu, nó sợ như thế này. Thì bây giờ cái cách khắc phục thì nó cũng như rất là nhiều clip Quang đã hướng dẫn với các bạn rồi. Nó không có gì khó khăn cả, nó đòi hỏi về kiên trì là một này. Cái thứ hai là cái đặc biệt nhất là cái là nó phải có một cái không gian riêng dành cho nó. Cái này là rất là quan trọng. Đấy, thì khi mà con chim nó ở một cái không gian riêng chỉ một mình nó thôi ấy, thì dần dần nó trấn tĩnh trở lại, nó dần dần nó ăn uống, nó không sợ sệt cái gì, thì dần dần nó sẽ tự tin, nó sẽ hót. Đấy, thì các bạn nên nhớ là thì cứ nuôi dưỡng nó thôi, cứ dưỡng nó hàng ngày thế thôi, rồi nó ăn uống, nó thay lông xong, nó căng lửa trở lại, rồi tự khắc nó sẽ hót thôi. Thì cái này nó rất là mất thời gian, bởi vì bây giờ nó lại là đang cái lúc mà nó thay lông. Ví dụ như mà
May mắn mà Quang gột ấy, nó lại không thay lông và nó lên lửa dần ấy, xong bắt đầu nó chơi cứng rồi. Nhưng Quang là làm gần được rồi cái điều đó rồi, đã treo ra không cần mái, nó đã hót rồi, sắp chuẩn bị mang được đi dãi ở chỗ lạ, dãi dãi biên rồi thì nó lại rụng lông. Thế thôi, thế là cuối cùng là mình lại, nó đúng ra cũng gần như là công toi, lại phải làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu nữa, nghĩa là như thế nào? Nghĩa là bây giờ mình phải để nó ở nhà thôi, và lại phải cứ chăm sóc nuôi dưỡng như thế, chờ đến lúc khi nào nó rụng lông, nó thay xong lông. Đó, nó rụng lông và nó thay xong cái bộ lông của nó. Sau khi nó thay xong hoàn thiện cái bộ lông của nó rồi thì đến cái phần con chim, nó đến cái phần là gọi là phần ôm lông. Thì khi con chim nó ôm lông, nó săn lại rồi, đó, nó căng lửa trở lại rồi, thì chúng ta lại túc tắc, chúng ta treo nó lên luyện hót. Và khi con chim nó hót tự tin, hót tốt rồi thì lúc đó thì chúng ta bắt đầu mới mang đi chỗ lạ treo, và bắt đầu lúc đó thì mới nghĩ đến cái chuyện mà chúng ta mang đi ra ngoài cội, ngoài giàn để chúng ta dãi biên. Đấy. Chứ còn bây giờ mà chúng ta nuôi mà lại chúng ta lại cứ ốp con mái xong kè kè bắt nó đấu thì chỉ làm hỏng con chim đi thôi, chứ làm con chim nó dần dần nó lụi dần đi thôi. Đấy. Thì cái này thì anh em nên nuôi họa mi thì lên chú ý cái điều đó. Đấy. Thế tại làm sao mà Quang cũng hay khuyên các bạn là cái họa mi bổi ấy thì nên mua ở cái thời điểm từ tháng 12 dương lịch cho đến tháng 3 dương lịch đổ lại. Bởi vì cái thời điểm đó là nó rất là dễ nuôi, và con chim nó lông lá nó xong rồi chúng ta gột lên được chơi rất là nhanh. Đấy. Thì phần lớn ấy là anh em Quang, là phần lớn là Quang hướng dẫn cho anh em nuôi con chim họa mi để mang ra giàn ra cội để cho nó đấu hót hoặc là đi thi hót. Đấy. Hoặc là cái chim mà anh em nuôi họa mi bổi, họa mi để gột lên chơi, chơi họa mi chiến đó, thì chơi trọ đó, thì cũng ở cái thời điểm đó thì con chim nó rất là căng lửa rừng, chúng ta rất là nhanh được chơi, rất là nhanh được thử mỏ. Nhưng nếu như chúng ta chọn trái khoái đi ấy, thì lúc nó thay lông thì chúng ta thôi cứ kệ nó coi như không có nó thôi, cứ chăm sóc rồi thì là dưỡng nó hàng ngày thôi. Đấy, cái con chim này này thì cái thời điểm bây giờ quan trọng nhất là làm thế nào đó, làm thế nào đó để mà cái con chòe này hót. Bây giờ cái con đấy, các bạn thấy là con chòe nó hót gắt lên, con chim nó cũng sợ. Đấy. Khi mà nếu như con chim nó căng lửa, có cái con chòe nó hót như này ấy. Con chòe đây, con đang treo một con chòe than này, nó đang hót. Thì khi mà con chim nó căng lửa ấy, thì cái con chòe than mà nó hót ấy thì nó lại là kích thích cái con chim nó hót. Đấy, như khi nó đã mất lửa rồi thì con chòe nó hót gắt quá nó cũng sợ. Đấy, các bạn thấy là cái bản tính con họa mi nó rất là nhút nhát ở cái điều đó. Đấy, còn khi nó đã căng lửa lên ấy thì nó rất là máu đấu đá với đồng loại của nó. Đấy, kể cả lúc không căng lửa nha, nhưng mà chúng ta nuôi hai con ở cùng một nhà nhá, thì kiểu gì thì kiểu một con nó cũng phải dùng hết cái bản năng sinh tồn, bản năng tự nhiên của nó để nó gào thét lên, để nó quát đạt lấy con kia. Đấy, nó chỉ đấu đá với nhau ở đồng loại thế thôi. Cho nên anh em nuôi họa mi chú ý là nếu như anh em là đam mê muốn nuôi nuôi nhiều thì phải có bỏ ra rất là nhiều thời gian công sức, và cái thứ hai là phải có những cái thung riêng để dưỡng con chim. Đấy, ví dụ như là Quang đây thì cái thời điểm Quang nuôi nhiều nhất cũng chỉ được 7 con thôi. Đấy, chứ không thể hơn được. Đấy, và đấy là mình là còn luyện được 2-3 con là gì, nó đã chơi cứng rồi, là bịt áo lồng và là thôi, nó không hót, nó không đấu đá gì nữa, thì mình mới nuôi được số lượng nhiều như thế. Chứ còn Quang thấy là cái mấy cái năm trước ấy, là một số anh em là cũng bắt chước mình là nuôi và tuyên bố là phải nuôi được như mình, nhưng mà thực tế ra là không nuôi được, làm hỏng hết, làm hỏng dần, làm hỏng dần. Mọi người nuôi thì mọi người chơi ấy, thì mọi người lên nuôi một cặp chống mái thôi. Khi nào mà con chim của các bạn nó chơi tốt rồi, nó chơi cứng rồi, sau đó chúng ta luyện được hót bài bản mà bịt áo lồng và thôi nó không hót nữa, nó không còn cái gọi là cái bản năng hót gắt, hót đấu đá, hót đẻ con khác nữa, thì chúng ta nuôi tiếp con thứ hai. Nhưng nuôi tiếp con thứ hai thì khi mà chúng ta mà để nó nghe thấy thì nó cũng dùng hết cái bản năng của nó lên, vì cái bản năng tự nhiên nó khó mà thay đổi được lắm. Thế cho nên là Quang cũng xin chia sẻ với mọi người là phải lên chơi cái gì phải tìm hiểu nó kỹ về cái tập tính của con chim, cái đặc điểm của nó là nó như thế, thì chúng ta phải cố gắng chúng ta luyện làm sao để nó bỏ bớt những cái bản năng đó đi. Đấy, bản năng ví dụ như là đỡ được phần nào hay phần đấy. Ví dụ như cái cách luyện hót của Quang ấy, là nó một thung, nó dần dần con chim nó sẽ bỏ hết những cái tính hót to hót gắt đi. Đấy, thì cái này là cái là đã được rất là nhiều bạn nuôi áp dụng và kiểm chứng rồi, đúng không ạ? Đấy. Thế còn quay trở lại với cái vấn đề là dưỡng cái con chim này, thì Quang cũng xin mọi người lưu ý một chút là nếu như anh em đang gặp phải những con chim mất lửa như này, thì cái điều đầu tiên nhất là Quang lại nói lại một lần nữa,
là nó phải có một cái chỗ riêng biệt, không có bất cứ một cái con khác, con tiếng chim họa mi, tiếng chim nào thế, kể cả những con chim khác nó hót nó làm ảnh hưởng đến nó. Đó là một cái. Thứ hai nữa là chúng ta phải có cái con họa mi mái mà nó thích. Đấy. Sau đó thì chúng ta dùng các cái cách như Quang đã hướng dẫn các clip trước, thì bây giờ clip này Quang có nói lại luôn là gì. Sáng ra thì chúng ta sẽ mở áo lồng ra tắm nắng, rồi thì chúng ta sẽ cho chim nó nhìn thấy mái một chút, rồi thì nếu con chim chúng ta cứ gọi mồm thế mà nó có một chút lửa thì chúng ta cứ bật các cái file nó nhẹ nhàng để luyện hót cho nó một tí. Nó lúc đầu nó hót không hót kệ, nó dần dần nó thành quen. Đấy, chúng ta cứ bật một chút các cái file lên để chúng ta gọi mồm kích thích nó. Đấy, thế còn nó hót hay không kệ nó, thế là thành cái thói quen thôi. Chúng ta cũng không hy vọng là nó phải hót tốt, rồi hót tốt thì chúng ta cứ chăm dưỡng tốt, rồi dần dần nó tâm lý nó ổn định nó sẽ hót tốt. Với cái con chim như thế này này thì nó là cái vấn đề quan trọng nhất là cái điều trị về cái tâm lý. Cái điều trị về tâm lý thì anh em chú ý là cố gắng đây, chúng ta chỉ mở áo lồng ra như thế này thôi. Đấy, cố gắng đừng để cho con chim nó hoảng loạn, nó nhảy lên nhảy xuống nhiều quá. Đấy, thế sau đó thì chúng ta phải dùng cái biện pháp là chăm bẵm nhẹ nhàng cẩn thận hàng ngày. Đó, thì cái vấn đề quan trọng nhất nữa là Quang xin tự quảng cáo luôn cái sản phẩm cám chim họa mi của Quang. Đấy là cái cám, sản phẩm cám này nó rất là tốt này, nó lên lửa đều, nó ổn định con chim này, nó bền và giữ lửa này. Thì anh em mà tin tưởng thì Quang sẽ gửi cho mọi người để mọi người chăm chim. Cái đặc biệt quan trọng nhất là bây giờ chúng ta không được phép dùng những cái sản phẩm cám nóng, cám kích. Đấy, nên những cái bạn nào mà cứ bảo anh ơi anh có cám nào mà kích cho nó nhanh hot không, nhanh lên lửa hay không, rồi là một số hãng cám là cứ quảng cáo là cám này là hot tốt lắm rồi thế này thế kia ấy. Thì theo Quang được biết đấy là các bạn quan trọng này, cái con họa mi các bạn phải hiểu là gì, nó không cần phải cái loại cám tốt. Đấy, cái con chim đi thi đấu hoặc con chim đấu đánh ấy, cùng lắm cái sản phẩm cám nó chỉ cần 200.000 một cân là đã là tốt lắm rồi. Đấy, nó không cần phải hơn. Đấy, đấy là cái quan trọng đấy. Thế còn khi chúng ta chăm ấy là chúng ta phải dùng mồi tươi. Mồi tươi là gì? Mồi tươi là ví dụ như Quang nói ở rất là nhiều clip rồi là chúng ta không được phép cho ăn sâu này. Chúng ta chỉ cho ăn con dế thôi này, con nhộng tằm này, con cào cào châu chấu cốm chẳng hạn. Đấy, là rất là tốt. Đấy, như bạn nào cũng thỉnh thoảng các bạn bắt được cái con nhộng ong, nhộng nhiếc hoặc con kén, con nhiếc ấy. Nhưng mà chúng ta cho ăn vừa phải thôi. Rồi thì là có thể là cho ăn cái trứng kiến chẳng hạn. Cái trứng kiến thì nó cũng rất là mát. Đấy, như tránh cho ăn đông lạnh thôi. Nhưng mà chúng ta cho ăn vừa phải thôi. Đấy, rồi thì là giun đất. Đấy, cái con họa mi này một tuần chúng ta lên cho ăn con giun đất 2 lần. Đấy, mỗi một lần là một con giun đất là cái tốt nhất. Nó bổ sung các cái chất khoáng, nó làm cho con tuyến nhờn của con chim nó sẽ có rất là cái tuyến nhờn ở phao câu ấy. Nó sẽ làm cho cái bộ lông nó sẽ óng mượt. Đấy, thế còn cái sản phẩm cám chim họa mi của Quang ấy thì nó sẽ giữ lửa cho con chim ổn định này, ăn nó lên lửa đều, nó không công kích. Đấy, và con chim sau này ấy là cái đặc biệt là nó sẽ mình làm hoàn toàn bằng bột ngô, nó không có cám gà, không có cám con cò, không có cám tăng trọng, là con chim nó sẽ ra cái màu vàng rất là đẹp. Đấy, của cái lượng kỳ tử cho vào rất là vừa phải, làm cho con chim nó có một cái bộ lông vàng óng, chân mỏ vàng sáng rất là đẹp. Đó, thế còn anh em chú ý là nuôi cái sản phẩm cám chim họa mi của Quang ấy thì chỉ cần một tuần cho ăn 2 lần, mỗi một lần 1-2 cái hạt lạc ở trong Nam gọi là đậu phộng đó, thì chúng ta cho ăn này, sống cũng được này, chín cũng được này, lạc luộc cũng được này, lạc rang cũng được này, đấy, rồi thì lạc sống cũng được, đấy, ở trong Nam gọi là đậu phộng đó, thì chúng ta cho ăn, thì con chim chúng ta cứ để cả vỏ cũng được, nó tự mổ, đấy, nhất là con nào có cái mỏ trấu, nhiều lúc có khi nó mổ là nó gãy được cái mỏ trấu đi. Đấy là cái lạc, cái đậu phộng. Bởi vì sao? Bởi vì Quang cũng đã khuyến cáo anh em rồi là dùng cái sản phẩm cám chim họa mi của Quang, là cái cám này Quang đã khẳng định các bạn bảo quản tốt để được rất là lâu. Bởi vì trong cái sản phẩm cám này là Quang không cho lạc vào, không cho đậu phộng vào. Bởi vì cái lạc với cái đậu phộng khi mà chúng ta làm chín nên chúng ta cho lẫn vào cám ấy thì nó rất dễ làm cám nó bị mùi hôi, nó nhanh bị mất mùi. Đó, mà cái bản thân cái con họa mi thì lại rất thích ăn lạc ở ngoài. Thế cho nên tội gì mà phải cho vào cám để mà cái cho nên là cái cám của Quang khẳng định với các bạn ấy. Các bạn mua về các bạn cứ cho vào các cái chai lọ kín, các bạn để chỗ thoáng mát là Quang đã khẳng định là để được 1 năm không bị mất mùi, và lúc nào bỏ ra dùng cũng là sản phẩm rất là thơm phức. Đó, thì các bạn chú ý được cái điều đó. Đấy, thế thì cái con chim nó đã mất lửa ấy, thì chúng ta phải dùng cái sản phẩm cám để cho nó đều đặn ăn, nó tích lửa dần để nó lên lửa đều, chứ không được phép dùng kích thích. Kích thích thì nó chỉ làm được trước mắt thôi, sau nó hỏng con chim. Đấy,
với cái mồi tươi rất là quan trọng, thì anh em nên chú ý là cho ăn những cái mồi tươi nó mát thôi, để nó ra cái bộ lông nó thoát ra để nó đẹp. Đấy, cái clip này thì Quang cũng xin dừng lại ở đây và chúc tất cả mọi người nuôi họa mi thành công. Và các bạn nhớ là dưỡng con chim cho nó tốt, đấy, đừng cho nó đấu đá gì cả. Và cái cách ốp mái thì các cái clip trước thì Quang nói rồi, thì Quang không phải nói lại nữa. Đấy, thế còn sau đó thì chúng ta ốp lúc cần thiết, sau đó thì chúng ta cứ để một mình ở trên này thôi. Và thế xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở trong các cái clip sau.